Thôi anh em đi chợ chim nha, tiếp tục nha, phiên chợ chim hôm nay nha. Ui, hôm nay chợ này là chợ nhiều chuyên khuyên nhất về Hà Nội này, gần như ở chỗ này là rẻ nhất đấy. À, chim này 30.000 con này đấy, cứ lựa chọn xô tao lựa chọn. Rồi đây đi qua, đây là cái cửa hàng, đây là cái hàng di động đấy, từng hộp một đây, thấy chưa, đây rất là tiện lợi này. Cái số này anh em mà cần thiết là phải cho cái số để người ta ship, cho thẳng là người này anh phải ship tận nơi. Chúng nuôi cái con sáo ở phía dưới đấy là lâu mới nói hơn. Chim gì kia đẹp nhỉ? Sáo này nó bắt ở núi đá. Ờ, nó bắt ở đá mà, đá cái cột điện ấy. Con này bắt đi nói, chúng nuôi cái con kia lâu mới nói kìa. Đấy. Đó, con đấy bao nhiêu? Sáo đấy. Ờ, 500 á. Ờ, chắc nuôi rồi chứ, đầu kia cháu có 200-250, đây là cháu non hơn, đây cái này nuôi rồi đấy. Đi, bên này bên kia kìa, đi sang bên này. Được. Anh hôm nay mình đi đây chợ này à, đây à. Ôi đấy, chim đẹp chưa à, đấy chim màu đẹp nhỉ. Đó. Ừ, anh xem đây xem tí, mấy anh em đi đến phiên này đi mua cám này đi chơi thôi. Anh em hôm nay đi đâu nhỉ? Con nào? Bắt này bắt con này bắt nhiều. Này khiếu này, số mút. Triệu 6 à? À triệu 6, chắc là hot rồi. Thôi làm luôn cho đủ hai con đây. Đấy hot đấy, hot đấy, bưng má hot đấy. Ừ, bao nhiêu hỏi ông công như bưng má? 2 triệu á. Còn con này hot ai nhỉ? Con kia 400 á, con tên kia mi lửa. Mi lửa là 400. Còn con khứu này là 2 triệu 2. Nó hot ai nhưng mà nó đẹp hơn. Đúng rồi, con kia ngon hơn chứ. Đấy chính là con mi lửa đấy. Ít có cái loại này. Lấy con mi lửa được anh. 400 mà lấy luôn thì nói gì đâu. Anh bắt luôn cho đủ đôi luôn. À có anh là mi khác ở nhà anh. À, đây, đây, bên này nhiều này. Đây tên là khu xanh nhỉ? Khu xanh thì chợ Hà Đông nhiều nhỉ? Ừ, tránh ra anh. Rồi, đây này, cờ cưỡng này. Cờ cưỡng là 350 này. Đấy, giá vấn đề nhỉ? Đây này, sáo này, con kia, con trong cái chỗ hai con sáo là con là 500 chứ. Con nào? Khu môn á. Khu môn là 1.500.000. Sao bên này này, ôi giời, mua được chứ bác? Mua. Đây này, cu này, bên này cu, những con cu đẹp nhỉ. Đây là cu Thái à? Cu Thái này chắc phải đắt chứ. Cái loại này là cu Thái, màu khác. Đây là cu ta. Cu ta này bao nhiêu anh? À đây à? 350-400 á. À. Mi đẹp nhỉ. Con mi treo kia, mi treo kia bao nhiêu? Anh hỏi đây à? Kích 3.500 á. Đây là. Đó là con đấy, cái mơ. Đâu anh? Lấy mơ nào. Đấy á. Thái Lan. Thái Lan. Lúc mà sáng ra đi coi lại cái này. Cái con này hay là gáy này nó có lai không của Thái nó khác gáy ở Việt Nam mình giống hệt con tiếng gáy như nhau. Nó hai lông trắng. Nó có loại trắng thì vô lý. Đâu nó. Cái lông câu này là Thái. Thái mà.
đấy là chợ bác cháu là cái giá. Còn ngũ sắc này bao nhiêu anh? 200 anh. À thế à? 200 á. Vẫn thế nhỉ? Đây này, cụ Thái này, nó màu nó kiểu lai lai nhỉ, nó giống của mình thì nó màu khác. Con là 800 á. Đây này, sang này là sang này dụng mày chỗ này thì bạt ngàn chim này. Đấy, chim chim non này đầy luôn này. Đây này, ôi trời. Chú chó trong bộ gích nhỉ. Đây, đây là cái cửa hàng ở ngoài ấy. Bạn này, các bạn này đây cửa hàng phía ngoài đường ấy. Đấy. Chỗ này thì kể cả không đúng phiên thì các bạn đến đây vẫn có thể mua được này, ở ngoài cổng ngoài. Đấy. Ở ngoài này chỗ ngoài này là khuyên nhiều này. Khuyên bên kia thì 30 thì đây có bao nhiêu anh? Hả? 57. 57. À 50 70 á? À tùy nha. Đắt hơn chút. Nhưng mà nhiều nhỉ. Đấy, tí nữa ta sang bên cái chỗ mà chỗ Vịnh chim chim khuyên nhiều nhất ở đây mà rẻ, có thể là rẻ nhất Hà Nội đấy. Tí nữa. Giờ xem nó cửa hàng này đã. Em chọn con nào đấy? Con trên này á? À lại vẫn thích cả bảy màu đó à? Đây này, châu màu này. Bao nhiêu đấy? 300 á. Em xem có biết này không? Em biết cấm mái không? Có chứ. Có à? Ôi, đây là ngũ sắc này. Sắc trầu màu 300 này. 300, 350, nhiều nhỉ. Đây hàng số. Hàng vẫn này rồi. Còn 500 à, con có con bên này, bên hàng bên này 500 à. Nhiều loại nhỉ. Đây, cửa hàng này to này. Anh em khi nào đến đây chỗ Hoàng Hà Thám này cũng có chợ ngày chính, phiên chính. Phiên chính là như đã nói là ngày có ngày 4 và ngày 9, cũng là mùng 4, mùng 9. 24, 29, 14, 19. Đấy. Đây này, chọn luôn ở cái chỗ bên này, chỗ ngũ sắc này, trò màu này, đây này, đấy có con đấy, con ở giữa đấy, không phải con đỗ đây, bên này này, đấy con thứ ba đấy, đỗ con thứ ba đấy, rồi đấy, rồi còn lại con thứ hai, đấy thấy chưa, đấy con này là con đấy được đấy, lấy con này được, theo anh được, 300, 350 là ngon rồi, còn con 500 này phải chọn cẩn thận vào. Quế lâm bao nhiêu anh? 200. 200 hả? Em nha, con quế lâm kia đã rẻ chưa? Chưa. Rồi, nhìn ngắm chính xác. Đây đây, cổng này, cổng đây này, cổng của chợ này. Trong tâm đà đấy. Đây nhìn. Con nào lông lùng? Rụng thì nó mọc cái gì đâu. Trời ấy như âm u nhỉ. Này. Lôi ra cẩn thận đấy. Đấy, trầu màu này. Hàng bình thường này, 300, 350 này, 400, nói chung là nhiều. Hàng trên giống như hàng có một số con là tiền nó khác ấy. Nhưng mà nói chung là những cái hàng này rẻ. Hàng mà họ làm học riêng ấy, hàng ấy đắt hơn 600 cơ. Chọn em chọn em ngắm cái chỗ nào mà có cái ấy mơ ấy, con nào mà cho màu mơ mà có cái mồng nó cái màu nó đâm về trước ấy. Đây, sang bên này này, anh chọn con nào?
bắt loại hàng này anh. Bắt ngon mà. Đây bắt bắt để chọn này lại bán thôi chứ không phải là bắt nuôi đâu. Bây giờ rửa đây. Rửa chim. Đây này. Cứ chọn đi, chọn kỹ sao lấy gì đâu. Bên kia 5-70 sang đây nghĩa là 30 rẻ. Hàng này có thể làm hàng phóng sinh được thì chơi rồi thả cho nó đi được gì đâu. Nhỉ. Rồi, nhìn này, đây này hàng này. Đây này, đây là cái khu mà đầu phía đầu của chợ. Đầu vào trên dốc Tana xuống ấy, đây này. Rẻ cực luôn. Đấy, hàng 30.000 con này thoải mái. Nhiều khi chọn này, nhiều khi chọn mà ngon này vẫn được ấy. Khi anh ấy anh vừa chọn đồng chí kia vừa chọn được mấy con đấy. Đấy, thấy chưa? Chọn thì lại đầu kia lại bán cả trăm. Đùa đâu. Đây như kiểu hàng xô. Nhìn con nào nhanh nhẹn chọn lấy con được gì đâu. Nó ăn cám rồi. Thôi, lại lấy sâu về đây. Yeah.